1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, nên 7, 8, 9, 10, 10. Xin chào toàn anh em và chào mừng các bác anh em quay trở lại với Thế Anh Audio. Và để tiếp tục các video thì ngày hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho các bác và anh em một phân khúc mới của hãng ETC, có mic, một bộ mic không dây, mã là ETC E9. Một phân khúc giá cực kỳ hợp lý cho các bác và anh em nhé. Thì rất là mong muốn các bác đang theo dõi video, anh em chưa like video, chưa đăng ký kênh, hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng kênh và nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio ạ. Và đây, đi vào chi tiết một mẫu mic, thật sự anh em nó rất là đẹp, thiết kế cực kỳ đẹp, thiết kế 3D nhá. Và đặc biệt phải nói đến giá con này, giá rất là tốt và đảm bảo cho các bác và anh em là độ tiếng cũng như là hát rất là nhẹ. Về mặt thiết kế đây, mặt trước nó sẽ là thiết kế 3D rất là đẹp, màn hình hiển thị ở giữa, kênh A và kênh B riêng biệt. Cũng như các bác có thể set tần số sạch bằng nút set này. Đấy, hoặc là anh em có tăng giảm volume, đây, ấn vào tăng giảm volume. Đấy, và set tần số sạch anh em ấn vào đây. Ấn tay mic, sau đó dí tay mic thì chữ IR này nó sẽ nhận tần số sạch cho các bác. Ngoài ra anh em còn set tần số bằng tay bằng các mũi tên lên và xuống. Đấy, cực kỳ là cao cấp. Và hàng chính hãng của ETC, chính vì vậy nó có sẽ có tem bảo hành của hãng này. Và tem bảo hành điện tử. Đấy, bảo hành cho bác là 1 năm, rất là cao cấp luôn ạ. Anh em dùng gia đình nhá, dùng sự kiện nhỏ nhá, các bác dùng bộ mic này đảm bảo cho các bác độ ưu tiếng rất là tốt. Và đặc biệt sóng rất là xa nhá, sóng con dùng sự kiện nhỏ 30-40m, dùng ổn định cho các bác. Các kết nối ca lông và jack 6 ly, ví dụ ca lông anh em kết nối xuống bàn mixer, còn 6 ly anh em kết nối trực tiếp xuống vang hoặc là lâng tiếng. Và hai anten liền, sóng rất là xa vì anten này anten liền này. Đấy, cam kết là dùng ổn định trong vòng 30-40m cho các bác. Rất là đẹp, một bộ dòng mic không dây cực kỳ đẹp, hàng chính hãng của ETC. Và đây em sẽ quay cho em hàng nguyên hộp cho các bác đây. Đây là hàng nguyên hộp. Đấy, đựng trong cái hộp như này, có đầy đủ phụ kiện, có nguồn này, có chống lăn, có jack 6 ly, nguồn rất to cho các bác nhá, nguồn rất to. Có chống lăn, có jack 6 ly đầy đủ. Và đặc biệt cái tay mic của nó đây, anh em nhìn đấy. Tay mic của ETC E9 rất là đẹp luôn ạ. Vỏ là vỏ kim loại nhá, vỏ kim loại sơn tĩnh điện màu đen. Và các bác ở đây em đã tháo ra rồi. Đây, tháo một anh em xem cái kim loại của nó này, cầm rất là đầm luôn, nghe này. Đó, nghe tiếng của nó giúp em nhá. Tất cả vỏ kim loại đảm bảo cho em độ bền rất là tốt này. Thứ hai nữa là con này sử dụng là Cornell. Đây các bác nhìn nhá, đây là dòng Cornell, sẽ giúp cho các bác anh em là hát cực kỳ nhẹ. Và đặc biệt dòng Cornell này sẽ giảm rú rít rất là tốt, giảm rú rít cực kỳ tốt luôn. Và hoàn thiện một tay mic nó nhìn như thế này. Đấy, quá chất lượng. Và đây là hàng mới nguyên hộp của hãng ETC nhá. Ngày hôm nay bên em sẽ giảm giá rất là tốt cho các bác. Nguyên hộp đầy đủ phụ kiện, bảo hành 1 năm cho các bác luôn. Đây, tay mic của nó đây ạ. Sẽ quay cho các bác và anh em. Đấy, và để đây, sau đó là sẽ test cho các bác. Các bác và anh em nghe thử trực tiếp tiếng mic nhá. Test nghe thử trực tiếp tiếng mic. Và đặc biệt giá ngày hôm nay cực kỳ tốt nhá. Đây, tay mic cực kỳ đẹp này. Sóng UHF, sóng xa từ 30-40m ổn định. Và vỏ là vỏ kim loại sơn tĩnh điện và chống bám vân tay. Cũng như là vỏ là vỏ kim loại cho các bác nhá. Con này dòng Cornell và khi mà bật lên anh em giữ 3 giây này, nó sẽ bật và nó sẽ báo trên tín hiệu trên tay mic và trên đầu thu, anh em nhìn thấy ạ. Báo cả pin trên đầu thu, tín hiệu trên đầu thu và trên tay mic. Đấy, và các bác có thể nghe thử chất âm của nó nhá. Anh em nghe trực tiếp cho em test trực tiếp những bộ mic này. Nên 7890 nên 7890 mùa xuân vừa đến. Hoa về chuyển những bàn tay 7, 8, 9, 10 Nes 7, 8, 9, 9, 10 Nes. Đấy, đó, nghe thử xem. Hát cực kỳ nhẹ nhàng và độ hút tiếng rất là tốt. Và đặc biệt dòng Cornell, chính vì vậy là sẽ giảm rú rít cũng như hát rất là hút tiếng cho các bác. Đấy, các bác mua hàng thì ngày hôm nay bên em sẽ có những phần quà. Đây, phần quà đặc biệt này bên em sẽ tặng thêm một bộ pin sạc đến hiệu double power. Đây, một bộ pin sạc bao gồm một đốc sạc và có 4 quả pin. Đến hiệu double power, một đốc sạc và có 4 quả pin. Ngày hôm nay tặng miễn phí cho các bác mua mic không dây. Đấy, em mua hàng có thể nhanh tay nhắn tin số em nhá để chốt những bộ mic không dây. Mã của nó là chốt mic E9. Nhắn trực tiếp với số em 0984896799, chốt mic E9 chỉ có 1.150.000 anh em nhá. 1.150.000 bao ship bảo hành 1 năm và tặng thêm kèm một bộ pin sạc nhá. Chốt mic E9 anh em nhá, chốt mic E9, nhắn tin trực tiếp cho em 0984896799, 1.150.000 hàng mới nguyên hộp bảo hành 1 năm cho các bác luôn. Và nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán, ok chưa? Giá ngày hôm nay bên em giảm giá 5 bộ đầu tiên.
thật sự 5 bộ đầu tiên với một mức giá cực kỳ là hấp dẫn cho các bác. Anh em nhớ là thấy giá tốt này, sản phẩm tốt này, Hoan thì ủng hộ cho bên Simonai. Một, đăng ký kênh và nhớ nhấn chuống để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Nhau Đâu ạ. Xin cảm ơn anh em nhá.